Thời gian qua, Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bị vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nữ ca sĩ Hồng Phượng, em và cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Từ vụ tranh chấp này đã dấy lên tin đồn, Hồng Loan không phải con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong khi một số người cho rằng cô chỉ mang danh nghĩa con nuôi, thì Hồng Loan quả quyết khẳng định bản thân là con ruột của cố nghệ sĩ. Thậm chí cô không ngại đi xét nghiệm ADN để chứng minh thân phận của bản thân. Liên quan đến vấn đề này, mới đây ca sĩ Nguyên Vũ và Diệu Ni, người đại diện phát ngôn cũng là bạn thân của Hồng Loan, bất ngờ lên tiếng về việc xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngoài chia sẻ của Nguyễn Vũ, Diệu Ni, mới đây ca sĩ Trương Bảo Xuyên cũng viết trên trang cá nhân về sự việc này. Nam ca sĩ viết, Xuyên lúc đầu còn lo sợ khi Loan một thân một mình giữa ổn nào này, nên Xuyên tâm tình với chị Ni để phụ giúp hỗ trợ cho ái nữ duy nhất của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. May mắn thay, chị Ni đã quyết định đúng đắn khi đồng ý ở bên cạnh Loan đến thời điểm này, và hơn nữa là còn rất nhiều người xung quanh đều ở bên Loan bây giờ và sau này. Bây giờ thì xuyên mừng thêm khi mọi việc dường như bước ra ánh sáng. Nay thân thế của Loan được xác nhận, gạt đi những định kiến, dẹp tan hết những dấu chấm hỏi hoài nghi, để Hồng Loan được đường đường chính chính là con cái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ phía những người bạn của mình, tính xác thực của thông tin này đến đâu còn phải chờ người trong cuộc và cơ quan chức năng điều tra kiểm chứng. Phía gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đặc biệt là Hồng Loan cũng chưa có bất cứ thông tin phản hồi rõ ràng về vụ việc này. Về phía Hồng Loan, trên trang cá nhân cô vẫn chia sẻ hình ảnh thường ngày của mình như mừng thôi nôi cháu, lập kênh cá nhân chia sẻ thông tin livestream bán hàng. Ngoài ra vào đầu tháng 11, Võ thị Hồng Loan còn chia sẻ về hình ảnh nơi thờ tự của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ hình ảnh nơi thờ tự của cha một cách trang nghiêm, ấm cúng và sạch sẽ. Theo khán giả nhận xét, hình ảnh này trái ngược những lời tố, thờ cúng không cẩn thận, lạnh lẽo, cô quạnh diễn ra trên mạng xã hội trước đây. Bên cạnh Hồng Loan là người liên quan trực tiếp đến vụ việc, phản ứng của Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng được cư dân mạng quan tâm chú ý. Nhiều người phát hiện ra, ngay sau khi Nguyên Vũ đăng bài dàn mặt người thách thức con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh thử ADN thì phía Hồng Phượng cũng có động thái ngay lập tức. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hồng Phượng chỉ chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với dòng viết Cười tươi quá hé cậu, vui ha cậu ha, con mắc cười quá trời luôn. Mới nhất, cô tiếp tục chia sẻ ảnh hai mẹ con cùng với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kèm chia sẻ. Thời gian sẽ không bao giờ quay lại, chỉ có niềm thương mãi trong lòng. Dưới những bài đăng này, nhiều bạn bè người hâm mộ và bình luận bày tỏ cảm xúc về dòng viết của Hồng Phượng. Tuy nhiên cô không đáp lại. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã qua đời hơn nửa năm, vậy nhưng những vụ kiện tụng thừa kế trong gia đình ông vẫn gây xôn xao trong dư luận. Mới đây, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lên tiếng sau những ồn ào về mối quan hệ giữa cô và mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng như giọt nước tràn ly, không thể cứu vãn. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh: Giờ tôi và Hồng Phượng như giọt nước đã tràn ly. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Sau đám tang, gia đình ông xảy ra nhiều mâu thuẫn, từ chuyện hợp đồng livestream tang lễ, xử lý tiền phúng điếu đến tranh chấp tài sản. Theo đó, vào sáng ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của Hồng Loan tại nhà số 5 đoàn thị điểm. Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra niêm phong lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Chiều cùng ngày, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh, cùng hai luật sư Nguyễn Trọng Ân và Nguyễn Tuyết Ngọc, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, có buổi gặp gỡ truyền thông chia sẻ về vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi gặp gỡ, Hồng Loan cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, trước những tin đồn như bất hiếu, không chăm sóc cha trong lúc bệnh đau, đối xử tệ với cha, Hồng Loan hoàn toàn phủ nhận các thông tin công kích tiêu cực và khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự của mình. Con gái Vũ Linh cũng mong được cung cấp thông tin chính thống xác thực đến cơ quan truyền thông tránh những điều sai lệch. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh bật khóc chia sẻ, Phận làm con đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha rồi, nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo cho cha thôi, đâu nhất thiết phải công khai kể lể. Thời gian qua, tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin theo dệt chưa đúng về mình. Những đoạn clip có giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha, từng chia sẻ trước đây, Hồng Loan khẳng định đó là một sản phẩm của cắt ghép. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan, bày tỏ dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề ảnh hưởng đến người trong cuộc. Bà Ngọc cho biết, tất cả thông tin diễn biến liên quan đến vụ án nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho đến khi vụ án được giải quyết xong. Ngoài ra, khi được hỏi về mối quan hệ giữa mình và Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau những ồn nào, Hồng Loan cho biết để sự việc ra nông nỗi này tôi cũng buồn trước khi đưa nhau ra tòa tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước đã tràn ly tôi không còn gì để nói với hồng phượng hồng loan bày tỏ sự thất vọng điều làm tôi bức xúc nhất là hồng phượng ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha hồng phượng sinh sau tôi bốn tháng thì lấy đâu ra chuyện phượng biết chuyện đó mà tôi không biết quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng. Theo Hồng Loan, trong những lần gặp nhau để giải quyết việc phân chia tài sản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cô và Hồng Phượng dường như không tìm được tiếng nói chung. Mối quan hệ chị em thân thiết ngày nào, giờ đây khó có thể cứu vãn thêm. Giữa ồn ào, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, con gái Vũ Linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Chị hiện cơ bản ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha. Liên quan đến việc góp mặt trong một video ca nhạc gần đây, Hồng Loan khẳng định bản thân không có ý định lấn sân sang làm nghệ thuật, Hồng Loan khẳng định bản thân không có ý định làm ca sĩ, những lần cô tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Hồng Loan hầu hết chỉ hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. Chị chia sẻ, những lần tôi tham gia đóng MV chỉ vì muốn hỗ trợ các anh chị em nghệ sĩ thân thiết, bản thân tôi không phù hợp với môi trường giải trí. Chị Loan cho biết thêm, tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ, tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà. Trải qua nhiều chuyện, Hồng Loan giờ đây chỉ mong mọi tranh cãi sớm được lắng xuống để cô tập trung lo cho cuộc sống gia đình, đồng thời để cố nghệ sĩ Vũ Linh được yên lòng nơi chín suối. Toàn cảnh vụ gia đình kiện tranh chấp tài sản nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Từ khi vụ kiện tụng nổ ra, chị em Hồng Loan, Hồng Phượng tốn không ít giấy mực của báo giới bởi mỗi người đều lên tiếng theo hai hướng khác nhau. Vụ việc càng đi sâu khiến tình chị em ngày nào dần trở nên sứt mẻ chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tiền bạc tài sản. Theo đó, tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau khi nam nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan làm thủ tục sang tên căn nhà cho mình đầu tháng 4 theo thông tin từ tòa án. Sau khi sang tên có nhiều clip hình ảnh ghi lại cảnh Hồng Nhung và Hồng Phượng ra khỏi nhà. Lý giải điều này, Hồng Loan nói cô yêu cầu cô Sáu, tức Hồng Nhung, và em gái cô cậu là Hồng Nhung ra khỏi nhà. Hồng Loan nói sau lễ cung 49 ngày nghệ sĩ Vũ Linh, Cô chia sẻ ý định bán hai miếng đất ở thành phố Thủ Đức chia cho con cháu trong nhà, con gái Vũ Linh dự định đưa Hồng Phượng số tiền để mua nhà, xe và vốn làm ăn. Theo Hồng Loan, cô sáu và Hồng Phượng không đồng ý vì hai thửa đất không bán được vì nằm trong diện quy hoạch. Hồng Nhung đề nghị Hồng Phượng đứng tên cùng Hồng Loan trong quyền sở hữu tài sản căn nhà tại đoàn thị điểm. Thời điểm này, Hồng Loan cho biết trước khi có xích mích Tôi vẫn có ý định để cô Sáu sống chung, nhưng sau vụ việc tôi mời họ ra khỏi nhà để đôi bên bình tâm lại, đợi mọi thứ ngoài ngoài. Con gái Vũ Linh giải thích vì nhiều lý do, cô yêu cầu Hồng Nhung và Hồng Phượng ra khỏi nhà. Trước đó, Hồng Loan để cô và em gái lo mọi thứ trong đám tang, nhưng mời mẹ con cô Sáu ra khỏi nhà vì bị đối xử thiếu tôn trọng. Hồng Loan nói có báo trước cho Hồng Nhung và Hồng Phượng 3 ngày để cô và em gái có thời gian dọn ra khỏi nhà. Cô khẳng định không vứt đồ của Hồng Nhung ra đường. Trong buổi gặp, Hồng Loan nói cô không hài lòng chuyện Hồng Phượng ký hợp đồng với công ty truyền thông, chưa phần trăm doanh thu hưởng được khi đăng tải video đám tang trên YouTube. Về phía phung điếu, Hồng Loan nói ban đầu cô tin tưởng để Hồng Nhung Hồng Phượng thu chi, nhưng cô cho rằng cô Sáu và em gái không minh bạch về khoản chi, bảng sao kê thiếu hóa đơn chứng thực. Hồng Phượng lên tiếng về lý do kiện Hồng Loan. Phía Hồng Phượng cho biết, tài liệu cung cấp trong vụ kiện có clip đăng tải trên kênh của Hồng Phượng. Vũ Linh có nói căn nhà này của Hồng Phượng trong buổi tiệc. Hiện được Hồng Nhung đề cập trong đơn kiện và gọi là di trúc miệng. Cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh nói, clip cô quay lúc ông còn sống là tình cờ, kỷ niệm và không có giá trị pháp lý. Cô không nghĩ có ngày gia đình kiện cáo giành tài sản. Hồng Phượng cho biết mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi Hồng Loan yêu cầu cô và mẹ ra khỏi căn nhà số 5 đoàn thị điểm. Tại công an phường, Hồng Loan yêu cầu tôi và mẹ dọn ra khỏi nhà. Hồng Loan sau đó đòi đổi ổ khóa gọi điện không nghe máy. Khác với lời của Hồng Loan trước đó, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh nói cô trích xuất camera, thấy Hồng Loan mở cửa phòng của cô, vứt đồ xuống đường. Hồng Phượng và mẹ la lớn nhưng bên trong không có động tĩnh. Hồng Phượng chia sẻ, chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác, cả nhà tôi đều là người vô gia cư. Hồng Phượng cũng cho biết cô chưa thông qua Hồng Loan về hợp đồng truyền thông trong đám tang Vũ Linh. Trong lúc tang gia bối rối, tôi và mọi người tập trung việc đám tang, tôi không thông qua Hồng Loan vì nghĩ chị không hiểu nghệ thuật và mạng xã hội, tôi không nghĩ vấn đề này khiến Hồng Loan bức xúc. Nghệ sĩ Hồng Nhung đệ đơn kiện cháu Hồng Loan. Theo thông tin từ tòa toán tòa nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh, thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung Bà Nhung đề nghị Tòa án Nhân dân quận Phú Nhận hủy văn bản bà Võ Thị Hồng Loan khai nhận tài sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày 7 tháng 4 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào ngày 5 tháng 3, chưa đầy 100 ngày mất. Gia đình xảy ra lục lục khi Hồng Loan tố cô ruột Hồng Nhung không cho cô biết kế hoạch xây mộ cho cha, tức nghệ sĩ Vũ Linh, trước đó là cho đội ngũ livestream ghi hình và đám tang. Tiền phúng điếu trong đám tang hơn 600 triệu đồng do phía Hồng Nhung, Hồng Phượng giữ. Thời điểm Hồng Lan lên tiếng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh từ chối phản hồi, nói nhờ pháp luật xử lý. Những xôn xao xoay quanh vụ kiện vẫn chưa hạ nhiệt khi cả hai bên đều chưa tìm ra được tiếng nói chung. Vụ kiện cáo tranh chấp tài sản từ con cháu trong nhà, có lẽ điều này cũng khiến cho linh hồn người nghệ sĩ quá cố Vũ Linh chẳng thể an nghỉ liệu rằng trong thời gian tới đây số tài sản tranh chấp sẽ được giải quyết ra sao đâu là đúng sai trong vụ việc này tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại